Xin chào các bạn, hôm nay trên bàn của mình là một chai nước Diệp Lục đến từ Úc các bạn ha. Đây là một sản phẩm refresh cơ thể rất là hay đến từ Úc các bạn, Australia ha. Nước Diệp Lục, cái chai này thì nó rất nhiều công dụng, thì cái công dụng của nó mình sẽ để ở phần miêu tả các bạn nhé. Đây, chúng ta sẽ dùng một ngày vào những buổi sáng là các bạn đó, từ 1 đến 3 muỗng, 5 đến 15 ml. In the morning các bạn đó, vào buổi sáng ha, trước khi ăn luôn các bạn đó. Có thể dùng với lại nước bình thường hoặc là nước trái cây này các bạn đó. Nước Diệp Lục ha. Mình sẽ mở ra thử. Nước Diệp Lục của Úc và Việt Nam cũng nhiều người có bán nước Diệp Lục của Việt Nam luôn đó các bạn. Đây là một sản phẩm đến từ Úc ha. Mùi khá là thơm và có hương vị bạc hà trong này các bạn. Đây mình sẽ đổ ra ha. Đó. Thì một là buổi sáng các bạn uống chừng 3 muỗng này thôi các bạn. Đó. Trước khi ăn nha, các bạn lưu ý trước khi ăn ha, mình sẽ uống thử xem mùi vị nó nào ha. Rất là thơm, rất là ngon. Khá ngon các bạn. Đó. Các bạn có thể uống trực tiếp hoặc là pha với nước nếu mà bạn nào không uống ngọt quá ha. Đó. Công dụng nó thì nhiều lắm các bạn. Dụng của nó nhiều lắm, mình sẽ để phần miêu tả ha. Reset cơ thể, lọc máu. Rất nhiều công dụng. Đến từ nhà Swiss. Chlorophyll. Nước Diệp Lục ha. With fast test, mùi rất là thơm, ngon. Uống rất là gọi là cảm giác sao ta? Uống rất là thơm các bạn. Đó. Rồi, bên mình thì bán các sản phẩm đồng hồ, nước hoa, mỹ phẩm chính hãng. Các bạn có nhu cầu có thể liên hệ với mình theo số điện thoại Zalo mình để ở đầu video hoặc là subscribe kênh của mình để mình tiếp tục gửi đến các bạn trên tay những cái mẫu đồng hồ, nước hoa, mỹ phẩm chính hãng như vậy. Để các bạn có những cái nhìn đầu tiên về các sản phẩm mà các bạn muốn mua trước khi các bạn ra quyết định mua. Mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào, tạm biệt.